năm 2016 đang khép lại, 2017 đang tới gần. Đài truyền thanh truyền hình huyện Chư Dút xin điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra ở huyện Chư Dút trong năm 2016 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh được dư luận quan tâm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngay sau thành công của Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 22 tháng 5 năm 2016. Cuộc bầu cử lần này đặt kỳ vọng, củng cố vững chắc niềm tin của người dân huyện Chưa Sút vào đường lối đổi mới của đảng, đưa huyện Chưa Sút đồng hành trong sự hội nhập, phát triển chung của đất nước với sự quyết tâm và vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến các ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Theo đó, cùng với cử tri cả nước, cử tri và nhân dân huyện chưa sút phấn khởi, tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Qua đó thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đã sáng suốt lựa chọn các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong huyện. Toàn huyện đã có 63.669 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,81%, đã bầu đủ sơ bộ 3 đại biểu quốc hội, bầu đủ 9 đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, bầu đủ 40 đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện và 258 đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã. Ngay sau khi thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân huyện Trư Sút khóa 6 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 6 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong huyện, phát huy dân chủ, sáng suốt, lựa chọn và quyết định nhân sự giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có đủ đức, đủ tài, đủ sức đảm đương các trọng trách để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân huyện nhà giao phó. Kỳ họp đã bầu các chức danh chủ tịch Hội đồng nhân dân, các phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân, các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa 6, trưởng ban, phó trưởng ban các ban pháp chế, ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa 6, bầu các ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, bầu hội thẩm nhân dân, tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng với các sự kiện chính trị quan trọng khác, trong năm 2016, ở huyện Chư Rút còn diễn ra sự kiện nổi bật, đó là triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Đây là một trong những sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, thu hút được nhiều tình cảm và sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Triển lãm đã trưng bày hàng trăm tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và nhiều bản đồ là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế. Bản đồ và tư liệu trưng bày tại triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông. Các tư liệu cho thấy nhà nước Việt Nam từ thời phong kiến đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa ngày nay đã khai phá, xác lập, thực thi bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cũng như nhiều vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam, đó là một quá trình liên tục, lâu dài, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt là tư liệu bản đồ được soạn vẽ xuất bản từ thế kỷ 16 đến nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Với những bằng chứng vững chắc đó, triển lãm đã cung cấp những cơ sở pháp lý quan trọng giúp cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện hiểu rõ về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đồng thời khơi dậy lòng yêu nước nâng cao nhận thức tinh thần đoàn kết củng cố niềm tin và nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ chiến sĩ và mọi tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc Xã Tâm Thắng về đích nông thôn mới là một địa phương được chọn làm điểm để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Chưa Sút. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Tâm Thắng đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra. Kết thúc năm 2016, xã Tâm Thắng đã đạt 19 trên 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đây là một vinh dự, niềm tự hào không chỉ riêng xã Tâm Thắng mà còn là của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện chưa rút. Thời gian qua, xã Tâm Thắng đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng phục vụ tốt cho đời sống dân sinh. Cùng với đó, phong trào hiến đất, đóng góp tiền của để xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Người dân nơi đây đã biết hy sinh những lợi ích nhỏ, riêng tư để hướng tới mục đích xây dựng quê hương phát triển ấm no, bền vững. Hiện xã Tâm Thắng có 100% đường giao thông chính, đường liên thôn được nhựa hóa và bê tông hóa với tổng chiều dài 11,7 km. Gần 60% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa. Hiện 70% đường nội đồng được cứng hóa. Hiện thu nhập bình quân đầu người ở xã Tâm Thắng đạt trên 30 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 6,4%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%. Điều mà xã Tam Thắng đã rút ra bài học trong 5 năm xây dựng nông thôn mới chính là phải chú trọng công tác tuyên truyền, đồng thời công khai, dân chủ minh bạch với phương châm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Cấp ủy và chính quyền phải nghiên cứu, nắm vững mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới để tuyên truyền, tổ chức triển khai có hiệu quả, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân huy động tối đa sự tham gia đóng góp của cộng đồng cả về trí tuệ công sức và nguồn lực tài chính ảnh hưởng trực tiếp của sự biến đổi khí hậu. Trong năm 2016, cùng với các tỉnh Tây Nguyên, huyện Chư Rút đã phải đối mặt với cơn khát đỉnh điểm khi các công trình thủy lợi ở mực nước chết, ao hồ khô cạn, ruộng đồng nứt nẻ. Nhiều diện tích cây trồng bị mất trắng. Nhận định về tình hình khô hạn tại Tây Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng đây là đợt Enino kéo dài nhất trong lịch sử quan trắc nước ta. Điều này khiến nhiệt độ tăng cao, lượng mưa ít gây thiếu nước nghiêm trọng, đe dọa đến sản xuất và đời sống của người dân. Có thể nói đây là sự tác động trực tiếp từ biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, Tây Nguyên nói chung và huyện Chư Rút nói riêng, không còn nước sôi rào, hiện tượng tụt mạch nước ngầm xảy ra nghiêm trọng. Biện pháp bền vững là sử dụng nước ngầm hợp lý trước tình trạng người dân khai thác quá mức, không có thẩm định của cơ quan chuyên môn. Đợt hạn này cũng là cơ hội để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tránh phá vỡ quy hoạch, hạn chế thiệt hại do thiên tai. Cùng với hạn hán trong năm 2016, ở huyện Trư Rút cũng đã xảy ra xét đánh, lốc xoáy, lũ lụt, thiệt hại người và tài sản của người dân. Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 8 tháng 6 năm 2016, tại địa bàn thôn 9 xã Chư Cơn Nia đã xảy ra một vụ xét đánh trúng ngôi nhà của gia đình chị Thảo Thị Thể, gây ra tiếng nổ lớn. Toàn bộ 8 người trong nhà đều bị trúng xét với nhiều mức độ khác nhau trong đó có một người bị xét đánh cháy xém, tử vong tại chỗ. Các nạn nhân được người thân đưa đến trạm y tế xã Chư Cơ Nia để sơ cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Đa Khoa huyện Chư Sút để theo dõi và điều trị. Tối ngày 21 tháng 7 trên địa bàn xã Trúc Sơn, sau trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu của hơn 100 hộ dân. Ước tính thiệt hại sau trận lốc xoáy là hơn 2 tỷ đồng. Đây là trận lốc xoáy gây thiệt hại lớn nhất trong năm 2016 trên địa bàn huyện Chư Sút cũng như ở tỉnh Đắk Nông. Trận lốc đi từ thôn 1 đến thôn 3 xã Trúc Sơn làm hơn 4.000 trụ hồ tiêu đang trong thời kỳ kinh doanh. Trên 100 gốc điều và cà phê bị gãy đổ, một căn nhà bị tóc mái và làm sập chuồng trại chăn nuôi gia súc của người dân. Trong những ngày cuối năm 2016, trên địa bàn một số tỉnh Tây Nguyên có mưa lớn diễn ra trên diện rộng để đảm bảo an toàn cho các hồ đập thủy điện. Nhà máy thủy điện Buôn Cốp và Buôn Tua Sa đã tiến hành xả lũ. Lượng nước đổ về với lưu lượng lớn đã gây ngập úng, làm thiệt hại nặng nề hoa màu, cây công nghiệp và nuôi trồng thủy sản của các hộ nông dân sống dọc hai bên bờ sông Sê Trong đó, huyện Chư Rút bị thiệt hại khá nặng nề. Được biết, nhà máy thủy điện Buôn Cốp và Buôn Thô Sa đã tiến hành xả lũ với lưu lượng 500 m khối trên dây, khiến mực nước sông Sê dâng cao khoảng 4-5 m gây nên tình trạng ngập úng nhiều diện tích cây trồng và ao hồ nuôi trồng thủy sản của nhiều hộ dân dọc hai bên bờ sông Sê thuộc thị trấn E xã Tâm Thắng, xã Nam Song, E Trước tình hình đó, các cấp các ngành chức năng của huyện Chư Sút đã triển khai nhiều giải pháp kịp thời nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả đặc biệt là đảm bảo an toàn về người và tài sản. Thời tiết ngày càng biến đổi thất thường theo hướng tiêu cực. Đây là hậu quả tất yếu dưới sự tác động của con người làm biến đổi khí hậu. Vì vậy, tất cả chúng ta cần chung tay chống biến đổi khí hậu để bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.